Xin chào quý vị khán giả thân yêu của FPT Play. Đây là sân vận động Việt Trì. Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Phú Thọ và đội khách Câu lạc bộ Huế trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng năm 2023 và năm 2024. Còn đây đội hình ra quân bên phía Câu lạc bộ Phú Thọ, họ chơi sơ đồ chiến thuật đó là 4-2-3-1, đứng trong thành là thủ môn Tiến Dũng, các trung vệ đó là Đức Tùng, Văn Dũng, hậu vệ biên đó Viết Lộc, Công Đình, những tiền vệ đó là Văn Long, Quang Huy, Ngọc Tỉnh và ba cầu thủ trên hàng công đó là Văn Lễ, Sĩ Trinh và Anh Tuấn. Của chúng ta điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài chính Lê Thanh Tùng. Còn đây là đội hình ra quân bên phía Câu lạc bộ Huế, họ cũng chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-2-3-1, đứng trong thành là thủ môn Đức Bảo, các trung vệ đó là Tuấn Khải, Duy Bảo, những hậu vệ biên đó là Đình Thượng, Đình Bình, những tiền vệ đó Văn Tú, Quang Dũng, Hoàng Quân, những cầu thủ chạy cánh đó là Anh Vũ, Hữu Tuấn và cầu thủ đá tiền đạo cao nhất trên hàng công đó là Hồ Thanh Minh. Như vậy là cuộc đối đầu giữa Phú Thọ và Câu lạc bộ Huế đã bắt đầu. Đội chủ nhà Phú Thọ với trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía bên trái với nhỏ quý vị và các bạn. Đây là cơ hội. Một tình huống băng già và chạm khá mạnh của thủ môn bên phía đội chủ nhà và cầu thủ bên phía Câu lạc bộ Huế. Hai cầu thủ đang bị đau và ngay lập tức trọng tài đã yêu cầu các bác sĩ vào chăm sóc. Khá hay. Bóng vẫn chấp chân các cầu thủ Phú Thọ. Sút xa. Tình huống sút xa không thành công của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Đó là tình huống sút xa của Ngọc Tỉnh. Bóng vẫn còn. Đây là cơ hội. Văn Tú dứt điểm, không vào. Đó là pha dứt điểm không thể đánh bại được thủ môn Tiến Dũng của cầu thủ bên phía Câu lạc bộ Huế. Hữu Tuấn, Đình Thượng, đánh đầu. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Huế. Người ghi bàn đó là Anh Vũ. Và tạt bóng rất tốt của Đình Thượng vào phía trong cho Anh Vũ bật cao đánh đầu. Bóng đi chéo góc và hạ gục thủ môn Tiến Dũng. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 22 của hiệp 1. Cầu thủ mang áo số 77, Dương Anh Vũ. Tỷ số bây giờ là 1-0 dành cho các cầu thủ Huế. Tỷ số tạm thời Câu lạc bộ Phú Thọ. Dứt điểm, không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Phú Thọ. Đó là pha khống chế và dứt điểm rất nhanh của Viết Lộc. Khống chế một nhịp và xoay người dứt điểm, bóng đi chậm, sệt và căng nhưng nó rất hiểm. Vẫn là Hồ Thanh Minh. Đình Thượng đá bóng vào rất dẻo. Đây là cơ hội dứt điểm, không vào. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Huế. Người vừa có pha dứt điểm đó là Hữu Tuấn. Đình Thượng rất tích cực lên tham gia tấn công và có những quả tạt nguy hiểm vào phía trong. Đứng trước bóng đó là Văn Tú. Rất nguy hiểm, đã có bàn thắng thứ hai. Người lập công đó là Thế Hiếu, cầu thủ vừa được tung vào sân ở trong đầu hiệp 2. Một pha đá phạt nhẹ nhàng và đã hạ gục thủ môn Tiến Dũng. 2-0 dành cho các cầu thủ Huế. Chúng ta cùng xem lại pha đá phạt của Thế Hiếu. Bóng đi rất khó chịu. Bóng đi quận. Có vẻ như trong tình huống rồi thủ môn Tiến Dũng cũng đã bắt bài và không thể bay người cản phá. Quách Công Đình khá nhịp nhàng trong những giây phút vừa qua. Các cầu thủ Phú Thọ đang kiểm soát bóng tốt hơn. Văn Long đường chuyên. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Phú Thọ. Vẫn là Ngọc Tú. Đánh đầu, không vào. Pha đánh đầu vừa rồi là của Hồ Thanh Minh. Không thổi phạt, trận đấu vẫn tiếp tục. Ngọc Tú đã có một quả tạt rất đẹp dành cho Hồ Thanh Minh, việt vị rồi. Bóng vẫn còn, đây là cơ hội, không được. Tình huống chuyền ra đã chạm vào chân cầu thủ bên phía Câu lạc bộ Huế rồi, quá đáng tiếc.
cơ hội để cho các cầu thủ Phú Thọ có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trận đấu vẫn tiếp tục. Các cầu thủ bên phía cầu thủ Phú Thọ đã chủ động đá bóng ra ngoài sân. Trọng tài thổi phạt đối với Văn Long. Ba lần tiếp đón các cầu thủ câu lạc bộ Huế trên sân nhà gần nhất thì câu lạc bộ Phú Thọ đã có một chiến thắng và hai trận hòa. Ngọc Tú quá hay nhưng đã có tình huống việt vị mất rồi, tình huống việt vị của Văn Tú. Quá hay Đình Bình, vẫn là Đình Bình, đường chuyền quá sâu. Bóng trong sân. Không có tình huống thổi phạt, trận đấu vẫn tiếp tục. Không được. Bây giờ là tấn công nhanh dành cho các cầu thủ câu lạc bộ Huế, không được và cắt bóng chính xác của Văn Lễ. Trọng tài đã thổi phạt đối với Văn Lễ, pha vào bóng bằng ngầm giày rất nguy hiểm. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Hồ Thanh Minh đang thi đấu cực kỳ cố gắng để có bàn thắng tiếp theo cho mình. Như vậy là trọng tài Lê Thanh Tùng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Các cầu thủ câu lạc bộ Huế đã giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Phú Thọ. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng đối với câu lạc bộ Huế. Hai bàn thắng cuối cùng của anh Vũ và Thế Hiếu. Và bây giờ buổi tổng thật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Phú Thọ và câu lạc bộ Huế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.